Bởi người ta ông bà mình có nói đó là vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan bắt đầu nản, mà càng nản càng gian nan. Ok, bây giờ sáng nay chúng ta học tiếp với bài kinh Tôn Chủ ha, bài kinh Tôn Chủ. Bài kinh Tôn Chủ thì tôi cũng xin nói thiệt là cái bài kinh này nó có điểm, nó có những cái điểm mà chúng ta nếu mà không nghe lại, không nghe lải nhải lại lại cái lời dặn cũ đó thì có lẽ mình hơi khó chịu. Lời dặn này là sao? Là có những trường hợp mà Đức Phật phải 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 phải, phải nói theo cái cách nghĩ của người ta rồi dắt người ta về với Ngài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái câu hỏi đó, trong cái câu hỏi đó là vật gì ấy, làm chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng. Ở đây nó có một cái chuyện nó rất là đáng để mình phải lưu tâm, cái chữ phân đá. Cái chữ phân đá, cái chữ phân đá đâu rồi, sẽ mất tiêu rồi. Đây chữ phân đá đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 chữ phanh đá, đúng rồi. Chữ phanh đá này nó có nhiều 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 nghĩa. À quên đó, tôi xin trở lại kỳ trước. Kỳ trước đó là tôi nói không không có đúng nha. Cái chữ tâm lý của kỳ trước là sáu lỗ trống. Kỳ trước đó là cái sự mệt mỏi, không phải là lòng tham nha. Tôi ngó ẩu nha. Cái tích cha ta kỳ trước là tôi cứ nhìn, tôi cứ tưởng là chữ á tí hả, á tích cha chỉ vậy thôi. Cái là á tích cha ta, á tích cha nó khác. Ok, tôi nhắc lại vậy thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại về kinh này. Cái chữ phân đá này nó có rất là nhiều nghĩa. Các vị vào trong từ điển các vị cũng thấy chữ phân đá này rất là nhiều nghĩa, mà nó trong số những nghĩa đó nó có một cái nghĩa là hàng hóa, mà nó cũng có nghĩa là cái nhà kho. Nó cũng có nghĩa là cái nhà kho nữa. Thì dắt cho vị nhớ như vậy: vật gì chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng, vật gì làm rỉ sét lưỡi kiếm ở trên đời, vật gì ở đời này tác thành cõi địa ngục, ai đem đi bị chặn, ai đem đi được ưa, ai thường xuyên ghi lại được kẻ trí hoan hỷ. Thì đại khái đó là để có mấy câu: 1 2 3 4 5 6 6 câu hỏi, và dĩ nhiên cũng có 6 câu trả lời. Nhưng mà trong đó mình thấy đó là coi như là chỉ có 4 câu trả lời sau đó là tôi nghĩ bà con mình tự hiểu được, và nó cũng tương đối nó dễ hiểu nha. Nhưng mà hai cái câu trả lời đầu đó, thế lực chủ ở đời, cái vật gì chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng đó, thì cái chỗ này nè có lẽ bà con khó, nếu mà không có đọc kinh thì khó. Thì trong chú giải ở trong chánh tạng Đức Phật trả lời thế này là: Quát xô Issariyang Loke. Và số nó sẽ ok, cái chữ Sariya là chủ ha, chủ là chủ, ví dụ như là cái làm sếp xong ở một nơi nào đó thì gọi là Sariya. Cái chữ này nè, mình tôi nói giống như lạc đề thì bắt buộc phải nói. Cái chữ này nè ở bên cái tiếng Sanskrit đó, nó là Isvara, mà từ chỗ đó nó mới ra cái chữ gọi là Avalokiteshvara. Tôi
Đây, từ cái chữ đó đó cái chữ Isara, Isara hay là Isariya trong bên tiếng Pali đó, thì bên Sanskrit đó, Sanskrit một cái tiếng này nó là một cái ngôn ngữ thời Đức Phật ha, và bây giờ đến độ cũng xài. Thì bên Sanskrit đó, là cái tiếng bà con với tiếng Pali đó, nó nói bà con thì ở đây tại tôi nghĩ là nói sâu vô cái bà con dưới đầu, tức là thời Đức Phật á thì tiếng Pali không có chữ viết, giống như là tiếng Việt Nam mình mà trước khi có chữ nôm vậy đó. Ừ, trước khi có chữ nôm ấy thì tiếng Việt Nam mình chỉ có tiếng nói thì chứ không có chữ viết, rồi sau đó cái ông bà mình mới kết hợp lại với tiếng Tàu để đẻ ra cái tiếng nôm. Tôi chỉ ví dụ thôi, thí dụ như cái bên Tàu họ có cái chữ ảo, ảo là không có thật ha, tôi ví dụ như vậy, ảo là không có thật, trong tiếng Hán có thật, có cái chữ đó cái chữ ảo là không có thật, giống như hư ảo rồi đó, nhiễm ảo, hư ảo, thì cái chữ ảo này đó người ta thêm cái bộ thủy đằng trước thì nó thành là chữ ao, có nghĩa là cái ao cái hồ của mình á, hoặc là họ bỏ họ không dùng bộ thủy mà họ thêm cái bộ y y phục á, thì cái bộ phong hay là cái bộ túc, bộ tẩu vào đó, bộ xước vào đó, thì nó thành ra là ao, ào 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 gió thổi ào ào là chảy ào tới, ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách là cấu tạo cái chữ nôm, có nghĩa là mượn cái hình thức của mượn cái nét mượn cái phép luật thư giả tá hài thanh của tàu ấy để mà tạo ra cái tiếng nôm của mình. Thì tiếng Pali cũng vậy. Buổi thời Đức Phật ấy, thì cái xứ mà cái vùng châu thổ Ma Cực Đà đó là một cái đất nước rất là giàu có, bà con còn nghe không, bà con còn nghe không? Dạ rồi, đó là một cái vùng đất rất là giàu có, gọi là Ma Kiệt Đà đó, thì dân chúng của nó rất là đông và họ đã sử dụng tiếng Pali. Mà có một điều đó là cái giới bình dân ấy, thì sử dụng tiếng Pali, còn cái giới trí thức ấy, thì họ sử dụng tiếng Sanskrit. Đây là ngôn ngữ được xem là độc quyền của Bà La Môn giáo, họ dùng để mà dùng ở trong các mục đích tôn giáo như là chép ghi tụng đọc kinh điển cúng tế, mà đồng thời nó cũng là phương tiện để mà họ họ viết lách sáng tác văn chương thơ ca thi phú. À, nhưng mà khi Đức Phật ra đời, ngài dĩ nhiên ngài có một cái xuất thân rất là cao sang, ngài là ông vua mà. Nhưng mà khi ngài đi khi ngài cái ngôn ngữ mà ngài thường dùng không phải là tiếng Sanskrit, mà ngài sử dụng cái tiếng Pali, tức là cái ngôn ngữ mà người phổ thông, cái ngôn ngữ phổ thông mà phần đông người dân chúng Ma Kiệt Đà họ dùng đó, tiếng là tiếng Pali. Mà buổi đầu không có kêu là tiếng Pali, mà buổi đầu kêu là cái tiếng tiếng Makathi. Ngôn ngữ của xứ Magatha gọi là tiếng Makathi. Đó, buổi đầu gọi là tiếng Makathi, nhưng về sau nhưng sau khi Phật viên tịch hả, sau khi Phật tịch thì mới được gọi là tiếng tiếng theo một số hả, theo một số nhà ngôn ngữ học thì chữ này xuất phát từ chữ Pali là hộ trì hay là bảo vệ. Phải nhớ như vậy đó. Cái chữ Pali hồi thời Đức Phật thì không gọi là cái chữ Pali mà gọi là cái chữ Makathi. Makathi nhớ nha. Hỏi tại sao cái chữ Makathi? Bởi vì Makathi là ngôn ngữ của xứ Makatha, tức là Ma Kiệt Đà, à, gọi là Makathi. Nhưng mà khi mà ngài tịch rồi đó thì người đời sau vì cái lòng tôn kính mà họ không có gọi tiếng Magathi nữa mà họ gọi là tiếng Pali. Là vì sao? Làm ơn nhớ giùm cái này nha, cái này làm ơn nhớ giùm nha, cái này quan trọng. Là bởi vì cái ngôn ngữ Magathi mà người dân Ma Kiệt Đà sử dụng nè, trước khi Đức Phật ra đời đó,
thì họ sẽ sử dụng trong cái phạm vi sinh hoạt thường nhật mỗi ngày, thí dụ như là ăn uống, đi đứng nằm ngồi, buồn vui cười khóc, sống chết, cao thấp mập ốm đặng đen, vân vân, chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ này nè để thuyết pháp thì dĩ nhiên ta biết rồi, ngài dùng cái ngôn ngữ này nhưng mà ngài diễn đạt những cái vấn đề cao sâu trong cái chánh pháp, và từ đó từng chữ và từng chữ ở trong cái ngôn ngữ Makati mà ngài sử dụng đó, nó mang những cái nghĩa mới rất là mới. Tôi ví dụ như là tiếng Việt Nam mà đời xưa mà trước khi có truyện Kiều, trước khi có cung quán ngâm khúc kinh phụ, ngâm khúc hoặc là cung kinh phụ ngâm và cung quán ngâm khúc đó, thì ngôn tiếng Việt mình lúc đó nó chưa có thật sự được gọi là một cái thứ ngôn ngữ gọi là quý tộc cao sang như là sau khi những cái tác phẩm văn học mà lớn như vậy nó ra đời rồi đó, thì sao thì qua những cái tay mà như là Nguyễn Gia Thiều hay là Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Thanh Quang hay là ông Nguyễn Du của mình á, thì sau những cái tay đó rồi thì tiếng Việt bỗng dưng vươn mình đứng dậy trở thành ra là một ngôn ngữ cao sang, mà cho tới bây giờ một cách khách quan mà nói thì phải nhận rằng trong khu vực của mình như là khu vực Đông Dương như là Miên, Lào, Thái, Miến, thì tôi theo chỗ tôi được biết thì không có một cái dân tộc nào có một cái nền văn chương mà nó ghê gớm như Việt Nam. Có một điều là chẳng hạn như người Thái hay người Miến Điện đó, người Lào hay người Miên nó hiền quá tôi không ý kiến, nhưng mà người Thái người Miến đó, ngôn ngữ họ sẽ diễn nên nó ngày nay được xem là ngôn ngữ lớn là vì nhiều lý do, vì dân họ bắt đầu nó đã đông, kinh tế của họ nó phát triển, và đặc biệt là họ đã vay mượn một số lớn, rất là lớn cái từ ngữ Pali để làm giàu cho cái nền văn dương của họ, ngôn ngữ của họ. Chứ còn phải nói đông dùng mình không ai bằng mình hết đó. Thì ở đây cũng vậy, cái tiếng Việt Nam nó cũng vậy, và tiếng Pali khi mà Đức Thế Tôn ra đời rồi ngài sử dụng tiếng Pali và ngài cho nó mang những cái nghĩa mới, mang những nghĩa mới, và từ đó cái tiếng Pali là một ngôn ngữ theo tôi được biết là duy nhất trên hành tinh này nó qua mặt cả tiếng Latin và qua mặt cả cái tiếng Hebrew tức là tiếng Do Thái cổ ở một điểm, đó là cái tiếng Hy Lạp, tiếng Hy Lạp cũ đó, gọi là tiếng Côn ấy, hay là tiếng Hebrew, là tiếng Do Thái xưa, hay là tiếng Latin, là ngôn ngữ gốc của vùng La Mã xưa. Thì bên cạnh cái việc sử dụng trong ngôn trong cái ý nghĩa thánh kinh ấy, nó vẫn có thể dùng cho một số cho rất là nhiều cái văn bản thế tục, nhưng mà riêng cái tiếng Pali thì khác. Sau khi Phật ra đời rồi đó thì cái ngôn ngữ Pali mà qua Đức Phật và qua các đệ tử của ngài đó thì trở thành một ngôn ngữ gần như là hoàn toàn mới. Mới đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là từng chữ được sử dụng trong kinh điển đó, hầu như là mang cái nghĩa rất là sâu. Chẳng hạn như cái chữ Nipputi, trước ngày xưa nó chỉ có cái nghĩa là cái sự tắt đèn thôi, nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn ra đời rồi thì chữ Nipputi nó chỉ cho cái sự viên tịch của một vị A-la-hán. Đã, nó xuất sắc ở chỗ đó đó, rồi thì những cái chữ như mình thấy như cái chữ Nibbana là Niết Bàn ấy, ngày xưa đó, nó cũng được dùng với cái nghĩa rất là thế tục, đó có nghĩa là cái sự hết bệnh hay là cái sự tắt đèn, tắt lửa giống như Niết Phật tí vậy. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi thì chính Niết Bàn đã được dùng ở một nghĩa khác, ám chỉ cho một nghĩa khác nhiều. Có thể nói là tất cả những từ ngữ Pali mình chúng ta thấy đều được Đức Phật khoác lên một cái màu áo mới hết. Bữa nay tôi phải nói thêm như vậy. Rồi sau khi mà Đức Tôn Niết Bàn rồi đó thì chư Thánh Tăng nó xét thấy rằng không thể nào mà lưu truyền một cái bộ Tam Tạng mà không có chữ viết. Thế là vào đời vua A Dục, các vị đã căn cứ trên cái âm vận, cái ngữ vực, cái âm vực của từng chữ mà để các vị viết ra cái Tam Tạng Pali bằng chữ viết. Và cái điểm này chúng ta nên đối đề để nó hơi tâm linh một chút, có nghĩa là nếu mà quý vị mà có học chữ Pali thì các vị sẽ thấy rằng đây là một cái chuyện mà nói từ thế gian đó, là không phải con người làm. Là vì sao?
từ một ngôn ngữ không có chữ viết mà các vị đã có hẳn một hệ thống văn phạm rất là chặt chẽ đến mức mà từ một cái ngôn ngữ không có chữ viết mà cái văn phạm cũng chỉ là văn phạm miệng thôi, vậy mà các vị đúc kết lại thành một ngôn ngữ. Các vị sẽ hỏi tôi là dựa vào đâu mà nói rằng có bộ có những cái bộ 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 văn phạm Pali bằng bằng miệng. Xin thưa, đó là một cách chay và nét. Rồi cái bộ bộ neti neti rồi sao nữa, và một bộ bộ nết đê sát. Rồi cái gì nữa, nết đê sát rồi thì là các tập át tất tha, mà đặc biệt là trong đó là hai cái bộ văn phạm cách chay và nết và nết tipakarana. Đây là hai cái bộ mà một người học Phật á, một người học Phật mình mà gọi là cái kiểu mà cực đoan thì liếc qua nó, ủa hai cái bộ này đâu có thể Phật pháp gì đâu. Nhưng mà thật ra hai cái bộ này nè là cái chìa khóa văn phạm cho chi, cho cái tiếng Pali, Pali Phật giáo đó. Tôi biết tôi nói hơi xa nhưng mà không thể không nói, bởi vì mình là Nam tông, mình có chữ Pali mà mình chẳng biết cái chữ Pali nó đâu nó ra, là bởi như vậy đó. Thì các ngài mới căn cứ vào những cái bộ văn phạm này nè để các ngài mới tạo ra cái chữ viết. Thí dụ như mình thấy cái chữ T mà có chấm dưới đó, trong tiếng Pali có tới hai chữ T, thì dĩ nhiên tiếng trong cái tiếng Ấn Độ, tiếng Pali buổi thời buổi đầu tiên mình được viết bằng cái mẫu tự chi, mẫu tự Tích Lan cổ nha. Cái tiếng Pali mà nguyên thủy nó được viết bằng cái tiếng Tích Lan cổ, có nghĩa là khi mà con trai của vua dục mình sang Tích Lan rồi thì ngài mới cho chư tăng nó viết lại cái bộ Tam Tạng nó bằng cái ngôn ngữ mới, có nghĩa là ngày xưa mình đọc là chữ Tát, chữ Tát mới viết làm sao không có chữ. Bây giờ ngài mới nghĩ ra cái cách, ngài mới nói chữ Tát nó có hai cách, có hai chữ Tát. Thứ nhất á, cái răng á, nó cái hai hàm răng cắn cái lưỡi, đó là một chữ tá thứ nhất. Chữ tá thứ hai đó là cái lưỡi nó uốn cong lên trên cái nóc họng của mình á đó. Thế là trong tiếng Tích Lan cổ có hai chữ tá. Đến thế kỷ thứ 10, 19 thì các cái nhà học giả của Tây phương, các nhà học giả Tây phương gồm có người Anh nè, người Đức nè, người Nga nè, người Hungary. Nhớ nha, Anh, Đức, Nga, Hungary. Anh, Đức, Nga, Hungary. Hả? Bốn ông thầy này của tôi nè, ông mới nghiên cứu nhẹ Tam Tạng Pali nhẹ bằng cái chữ Tích Lan và chữ Miến Điện. Hả? Mấy thầy của tôi mới nghĩ ra cái tiếng Pali Latin mà bây giờ mình thấy đó. Đó. Rồi họ họ vì họ căn cứ vào bản Pali, họ thấy có hai cái chữ tắt, hai chữ T đó, cái họ mới nghĩ ra làm sao còn cái cách nào phân biệt đây. Ồ thì ra được rồi đây là chữ T mà cái chữ tà Việt Nam bây giờ kêu tà đó, ngày trước 85 kêu là chữ T hả, trong tiếng Pali kêu là chữ tắt. Thì chữ tắt nó có hai chữ tắt, thứ nhất là không có chấm dưới, thì mình đọc bằng cách là mình để cái lưỡi của mình giữa hai hàm răng. Tôi nhấn mạnh lại nha, cái lưỡi của mình để giữa hai hàm răng thì gọi là chữ tá, chữ cái chữ tá đó, đó được gọi là đâm ta chát. Đâm ta chát có nghĩa là đọc, đâm tá là cái răng, nhớ nha, đâm tá là cái răng. Cái chữ chát đây là nghĩa là xanh, xanh ra, nhưng mà từ răng, âm âm răng. Còn cái chữ tá mà chấm dưới đó thì gọi là mút ta chát, gọi là mút thật chết, có nghĩa là âm đầu. Âm đầu có nghĩa là lấy cái lưỡi của mình nó cuốn lên cái vòm nóc họng á, đọc là viết tắt mà trong tiếng Lê kêu là mút thật chết. Là cũng chữ tá đó, đó thì mình thấy nó có chữ tá thá đá đà ha nát, thì những cái chữ mà chữ chữ cái năm chữ này nó không có gạch dưới thì đọc là gọi chung cái nhóm, gọi nhóm đâm thật chắc. Còn cũng năm chữ này mà nó có chấm dưới thì gọi là mút thật chắc. Và tất cả những cái luật này nó nằm ở trong mấy cái bộ sách kia, cho nên người đời sau cứ căn cứ vào những cái văn phạm, bộ văn phạm mà vẫn là không có chữ viết là nhớ thuộc lòng thôi, dễ sợ như vậy, đáng nể như vậy, đáng nể như vậy.
Đó. Chỉ là toàn là cái lực bằng truyền khẩu với bằng miệng thôi, và người ta đã căn cứ vào cái bộ luật này nè, người ta mới làm cái chữ viết Pali kinh hoàng. Chưa, theo chỗ tôi được biết thì chưa hề có một ngôn ngữ nào mà có được ba cái dễ sợ như vậy. Cái dễ sợ thứ nhất là chưa có một ngôn ngữ nào mà không có chữ viết nhưng mà lại được sử dụng làm cái phương tiện lưu trữ một cái hệ thống kinh văn, một cái hệ thống tư tưởng văn chương mà phong phú như tiếng Pali. Đó là điều đáng sợ thứ nhất, cái điều đáng nể thứ nhất. Cái điều đáng nể thứ hai đó là ngay ở trong lúc mà nó được khẩu truyền không có chữ viết như vậy đó, mà nó được bảo trì một cách nguyên vẹn và đầy đủ như vậy, chính xác như vậy, thì chuyện này không thể dễ. Cái chuyện này không phải dễ làm. Và cái điều thứ ba là cái sự trung thành của những cái người mà kế thừa thế hệ trước và thế hệ sau, nó đã liên tục và liên tục không có gián đoạn bằng những cái bộ nhớ phải nói là trác việt xuất chúng, phải nói như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta mới có được cái bộ Tam Tạng bằng chữ Pali viết ra mẫu tự hẳn hoi, mẫu tự Miến nè, Thái nè, Lào nè, Tích nè, Miên nè, và mẫu tự chi, mẫu tự Latin ABC. Nhưng mà sau này chúng ta còn biết thêm một cái mẫu tự nữa, đó chính là mẫu tự Nga mà người 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 Mông Cổ đó họ cũng sử dụng mẫu tự Nga để mà họ chế ra cái 33 chữ cái của tiếng Pali. 33 chữ cái, 33 tức là 33 phụ âm và 85 thành tổng cộng là 40, 41 nha. Thì cũng sử dụng tiếng Nga đó, chế ra, cho nên nó có một cái bản Pali nữa, nó bản Pali bằng mẫu tự Nga. Rồi, tôi đánh một vòng như vậy, tôi mong rằng ai đang trực tiếp nghe thì hôm nay biết thêm một chuyện nữa. Mà nếu không thì ai mai này nghe lại băng giảng này thì mấy các vị mới có cái dịp để hiểu là tiếng Pali ở đâu nó ra. Thì kể từ khi mà cái kinh điển được viết thành chữ rồi, để trong trong cái dạng văn bản mà gọi là sách vở rồi đó, thì không gọi là tiếng Magathi nữa mà được gọi là tiếng Pali, có nghĩa là từ cái động từ Paleti, có nghĩa là bảo trì. Bảo trì có nghĩa là sao? Ngôn ngữ bảo trì này kia là cái ngôn ngữ này giữ lại của một Đức Phật. Giữ là một cái truyền thống tuyệt đẹp của nhân loại. Thì từ cái chữ giữ lại đây được gọi là chữ pa, nghĩa gốc thời Đức Phật thì gọi là chữ Makati thôi. Bây giờ tôi mới trở lại bài kinh này. Thì cái vật gì được xem làm xếp sòng ở đời này, thì trong đây mới giải thích rằng cái quyền lực nghe, kinh số Isariyang Loki, cái gì được xem là xếp sòng, cái Isariyang bây giờ xếp xong rồi, nãy tôi mới đi một cái vòng nó hơi xa thì tôi mới nói xong, tôi phải chứng minh chứ, tôi mới đánh cái chữ Avalokiteshvara, có nghĩa là quán tự tại. Quán tự tại là bên bên cái chữ tự tại bên tiếng Sanskrit đó, bên tiếng Sanskrit và tiếng Pali là Isara hay Isariya, là nó có nghĩa là xếp xong. Nó gia đình chữ tự tại, mà cái chữ tự tại ở đây nè, nếu bà con biết Hán Việt thì thấy nó hay dữ lắm. Tự tại có nghĩa là không có bị lệ thuộc ai khác, tự mình quyết định mọi thứ, cái gọi là tự tại. Tại đây nghĩa là tồn tại đó. Chồng thì cũng phải là nhìn mặt vợ đó mà sống, con cái phải nhìn nhà mặt cha mẹ, rồi cha mẹ phải nhìn mặt con cái mà sống. Chứ mình sống mình không có nhìn mặt người ta, sống không có căn cứ, không có dựa vào cái buồn vui người ta thì mình biết được đâu mà mình hành xử nha. Cho nên cái chữ tự tại đây có nghĩa là một cái người mà không có phải lệ thuộc ai hết mà vẫn không mắc lỗi, phải thêm cái chữ không mắc lỗi nữa. Chứ còn một cái anh chàng mà du côn, anh chàng mà ngang tàn sống không thèm dòm ai hết thì cái đó cũng gọi là tự tại hay sao? Cho nên cái chữ tự tại đây có nghĩa là phải là xếp sòng, có nghĩa là không phải lệ thuộc người khác mà vẫn không mắc lỗi thì mới gọi là tự tại chứ. Thí như ông vua ở trong nguyên một cái quốc gia, của ông cả một cái quốc gia ông không có ngán ai hết trơn thì mới gọi là tự tại nha. Một cái vị sa môn nhưng mà trước sáu trần sắc thinh khí vị xúc mà lòng không tham không giận không thương thích ghét sợ thì mới được gọi là tự tự tại.
Một cái vị sa môn mà không có vợ con nhà cửa, đi đứng là thoải mái như ý thì mới gọi là tự tự tại. Chứ tự tại được hiểu theo nghĩa là positive, tích cực như vậy đó. Chứ còn cái tự tại đây không có nghĩa là mấy người không vợ không chồng không con không cái không nhà không cửa lang thang rày đây mê đó rồi bị người ta nguyền rủa xua đuổi như con chó đó, thì cái đó không phải là tự tại. Không, bởi vì còn có cái hờn giận thương thích ghét sợ, không phải là tự tại. Mà chữ tự tại ở đây nó phải có cái nghĩa là anh thanh thản một mình độc lập, có quyền tự quyết đời anh mà không có lỗi nha. Phải nhớ như vậy, có quyền tự quyết thì gọi là tự tại. Đây có nghĩa là cái khả năng tồn tại với cái sự tự quyết của mình thì gọi là tự tại. Ok, thì ở đây đó thì cái gì làm sếp ở đời này, trong đây Đức Phật dạy giải thích có nghĩa là cái khả năng tự tại, không có lệ thuộc ai hết, thì mới được gọi là tự, mới gọi được gọi là ngon lành. Còn hãy mình sống mà mình còn phải bị lệ thuộc nhiều quá. Như hôm trước tôi có nói rằng cái cuộc đời này nó có ba cái khổ mà người không biết đạo hay chỉ biết có 1/3 thôi. Thứ nhất là khổ, khổ khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì mà nó làm cho mình bị khó chịu về thân hay về tâm. Cái này thì ai cũng thấy, ví dụ như bị bệnh hoạn, bị thương tích, bị sinh ly tử biệt, rồi bị sợ ma sợ gián sợ chuột, rồi sống trong thù hằn ghen tuông sợ hãi, trong cái niềm tiếc của, trong cái sự tiếc nuối hối tiếc về quá khứ, tại sao chuyện đó tôi làm, tại sao chuyện đó tôi đã không làm, vân 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 vân. Tất cả những gì làm cho mình khó chịu về thân hay là về về tâm thì được gọi là khổ khổ. Cái khổ thứ hai nó là cái khổ thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Không biết các vị có nghe tôi nói kịp không? Khổ có ba, nói theo Phật pháp đó, khổ có ba. Cái khổ khổ là cái sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, còn cái hoại khổ là cái sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu. Mấy cái này là mấy cái Phật pháp căn bản, chị nhớ. Cứ lo cao siêu rồi cuối cùng một hồi đi qua Miến Điện nghe người ta nói mình đập cái mặt của mình ra, mình không hiểu gì hết. Cái đó là một cái mà tôi đã tiếp xúc không biết bao nhiêu Phật tử bị cái bệnh đó. Đi nghe pháp là nghe ba cái chuyện ma, chuyện cười tầm bay tầm ba, rồi cuối cùng mấy cái căn bản này thì không chịu nhớ. Cái khổ trong đời đời này mà nói theo Phật pháp có ba. Một là khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu. Thứ hai là hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, như là đang mát mà nó cúp điện thì nó gọi là hoại khổ nha. Rồi còn cái thứ ba, cái này mới phê này, cái thứ ba cái này mới mệt này, gọi là hành khổ. Hành ở đây có nghĩa là cái sự tồn tại ở thế gian này nè, nó phải lệ thuộc vào vô số cái nhân duyên, và rồi sao nữa, nó đã có mặt thì nó phải có lúc nó biến mất. Như vậy thì nó, một là nó khổ là vì cái tính lệ thuộc nhân duyên, và cái khổ thứ nữa nó là vì không có cái nào mà nằm ngoài tam tướng, vô thường khổ vô ngã hết. Thì chính từ hai cái này nè, khổ nó như vậy có nghĩa là mình có là tỷ phú đi nữa thì ba cái khổ này nó vẫn y chang như là một thằng ăn mày thôi. Có một điều là tay có ăn câu này tôi nói rồi, đó là tiền bạc nó không có thể đem lại, nó không hẳn đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng ít ra nó giúp, nó đem lại cho mình cái khả năng là có thể chọn lựa cái kiểu đau khổ. Tôi nhắc lại, tiền bạc chưa hẳn là đem lại hạnh phúc, nhưng mà nó có thể giúp cho mình có cái quyền chọn lựa cái kiểu đau khổ. Thí dụ như mình không có xe thì mình phải đi bộ thôi, còn cái anh mà có xe đó thì anh có thể đi xe đi máy anh có tiền ấy, thì anh có thể đi xe đi máy bay đi tàu, hoặc thậm chí là ngồi cho người ta khiêng, ví dụ như vậy. Thì theo nói theo trong kinh đó, thì dầu cho ngồi máy bay cũng là cái khổ ha. Vì sao? Là vì mình đâu phải mình lúc nào mình ngồi máy bay thì cũng vui, và thứ hai nữa nếu mình có vui đi nữa thì cái vui đó nó cũng phải có lúc nó kết thúc khi mà mình rời khỏi máy bay chứ ha. Như vậy thì nói theo trong kinh đó, thì có ba cái khổ, thì cái khổ thứ ba là cái khổ này nè, rất là khó thấy, bởi vì ai cũng tưởng là mình có gia đình có tiền bạc là sung sướng ha? Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng
giàu cũng khổ cái kiểu thằng giàu, mà thằng nghèo nó khổ kiểu thằng nghèo. Chứ trên đời này không có ai mà không có khổ, có điều mình ngu quá, mình u mê quá, cái đầu mình đất sét không mà, cho nên mình không có thấy. Rồi Phật mới ra đời mới nói cho mình biết là nó cái khổ thứ ba này con không có thấy, nhưng sự thật nó có thiệt, đó là đời sống của con phải lệ thuộc vô số cái nhân duyên nha. Tôi nói tôi mong bữa nay tôi nhắc lại lần nữa bà con mới nhớ, đó là gọi là lệ thuộc. Làm sao có nghĩa là mình muốn ngồi yên mình ăn cái chén cơm đó là đâu phải dễ quý vị, có nghĩa là răng mình không có nhức nè, thì mình phải không có chóng mặt, không nhức đầu, không tiêu chảy nè, rồi sao nữa, không ai kéo tới nhà đòi trả thù, đòi trả nợ ha, rồi không có pháp luật truy nã ha, rồi gia đạo của mình phải bình yên, vợ chồng con cái ok, không có chuyện gì hết, thân bằng quyến thuộc gần xa không có chuyện gì để mình phải âu lo buồn tủi nhớ thương ha, thì mọi thứ phải ok mình mới ăn được một chén cơm nó ngon miệng nha. Chứ đừng có tưởng mình là ô chén cơm nó bao nhiêu, tôi mua gạo về tôi nấu, tôi mua thức ăn về cái tôi chiên xào nấu nướng là tôi dọn là tôi quất thôi, chứ có cái gì đâu mà nhân viên sai bét. Nói như vậy là nói kiểu con thú nha, chứ còn người mà có biết suy nghĩ mà ai mà nói mà khờ như vậy hết. Muốn muốn ăn một cái chén cơm không phải dễ đâu nha, chỉ cần một trong những cái chuyện mà tôi vừa kể hồi nãy, nó chỉ có một chuyện thôi là chén cơm nó nuốt không hết. Tôi có nghe kịp không? Đừng có tưởng dễ, tôi nói tôi nhắc lại, sau cái buổi giảng này về nghĩ gác cái chân lên trán, suy nghĩ có đúng như vậy không? Đừng có tưởng mà ăn được một cái chén cơm là nó dễ đâu nha. Cái răng nó nhức làm sao ăn, tôi cũng bị từng nhức răng mà sao tôi không biết, một chuyện nhỏ thôi. Sắp tới giờ phải ra ga xe lửa, sắp tới giờ phải ra cái trạm xe bus để đi đâu đó, thì chén cơm mình nuốt nó có trôi cái gì. Tôi không biết quý vị có cao siêu cỡ nào, với tôi không có đủ cao siêu. Bây giờ là tôi biết là 15 phút nữa tôi phải có mặt ở nhà ga, mà bây giờ tôi ăn cơm làm sao tôi ăn giống mỗi khi được, cũng phải lùa cho nó nhẹ nó lẹ, nhanh 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 nhanh, nhanh vô, còn phải súc miệng đánh răng rồi lau mặt rồi còn phải ngó sơ cái gì mình đem theo coi có quên có thiếu gì hay không. Cho nên 15 phút nữa phải có mặt ở nhà ga còn ở hoặc là trạm xe bus là bây giờ là chén cơm này nuốt không có vô. Đừng có tưởng mà ta có tiền rồi ta muốn mua cơm mua gạo rồi ta ăn, ta đâu đâu có dễ. Cái đó là con nít baby nó mới nói, thì mình già mình chỉ cái chuyện nó mới dễ đâu nha. Cho nên đây gọi là hàm khổ là vậy đó, có nghĩa là một cái chuyện của cái chén cơm nhỏ xíu thôi mà muốn ăn được đó là phải yên nha. Thử đang ăn mình nói ai nó nói vợ mình đi với thằng khác, chồng mình đi với con khác là làm sao ăn đấy. Nghe nói con mình nó bị đụng xe, nó bị thi rớt, nó bị bệnh nặng không ai chăm sóc là rồi khỏi ăn luôn. Ok rồi xong, cho nên cái chữ tự tại là giảng như vậy đó. Bây giờ tiếp theo là cái thứ hai, nó là ít thi phạm ba nó mất tâm ăn. Thì tại sao người nữ, cái trong đây nhà Minh Châu người dịch như thế này, người nói là nữ nhân là vật tối thượng, nghe vậy cũng hơi sốc. Hơi sốc là tại vì mình nghĩ thường thường ở tàu ở đó là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, nam á trai đó đẻ ra một đứa thì kể là có, mà con gái đẻ ra bầy cũng gọi là không, có nghĩa là họ đẩy người nữ xuống gọi là mạt hạng luôn á, coi như là ngoại hạng đó. Của Ấn Độ bây giờ cũng vậy, con gái mà nhà nghèo mà đi lấy chồng nó làm chồng cũng vỡn, là cũng đẻ ra cũng đập, còn ác hơn là Việt Nam nữa. Bên Ấn Độ bây giờ mình đi lấy chồng mình của hồi môn đó, thì nó chính là cái giá trị của mình nha, mình phải mang theo. Còn mình đi tay trắng thì mình mang theo càng ít chừng nào thì giá trị mình càng thấp chừng đó. Ấn Độ bây giờ đó. Nhưng mà tại sao ở đây lại nói rằng là tối thượng có chỗ nào? Thôi thì chúng ta mới mở trong kinh để chúng ta coi, trong đó mới nói là cái chữ phân đó nó có nhiều nghĩa. Nó không phải là hàng, nó không phải là hàng hóa đồ đạc không, mà nó còn nghĩa là nhà kho nữa. Là vì sao? Là bởi vì chúng ta thấy rằng nhà kho là cái chỗ cất chứa tài sản đúng không, cất chứa đồ đạc hàng hóa. Thì ở trong chú giải mới nói thế này, sắp bề bị bồ đi sắp tà chết chắc các bác tiền nổ chứ, mà tôi có chẳng gì với nếp bắt tầm tỷ tỷ ít thì panda nó một tầm ăn tỷ. Tất cả chư Bồ Tát chánh đẳng giác và chuyển luân thánh vương đều đều từ bụng mẹ mà ra,
từ cái nhà kho đó mà ra đó. Tôi nhắc lại, tất cả Bồ Tát độc giác, thinh văn giác, chánh đẳng giác, tất cả các vị chuyển luân thánh vương đều từ bụng mẹ mà ra. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, chuyển luân vương ở trong kinh mình nó có nhiều nhiều loại. Chuyển luân vương thứ nhất, hạng thứ nhất, phước nhiều nhất thì sử dụng cái bánh xe ngọc. Có nghĩa là khi mà cái chuyện này nó dài ra rồi, nãy tôi không tính kể, giờ kể đang thấy hối hận vì nó dài lắm. Chuyển luân vương là một cái loại vua mà do phước mà có, chứ không phải là do người ta bầu. Ví dụ như là một cái người còn đại phước khi mà họ lên làm vua đó thì tự nhiên họ biết, chứ không có cần ai nhắc hết. Một cái vị đại phước mà sắp làm chuyển luân vương tự nhiên họ biết là giữ trai giới trong sạch suốt 7 ngày như vậy ha, thì tự nhiên nếu mà họ làm bậc đại phước thì tự nhiên là có một cái bánh xe bằng ngọc nó xuất hiện trước mặt họ, và họ dùng nó làm cái phương tiện, làm cái dụng cụ để mà cai trị bốn đại châu, gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cửu Lưu Châu. Đó gọi là cái chuyển luân vương hạng thứ nhất, gọi là Ngọc Luân Kim Vương, là Ngọc Luân Thánh Vương. Tức là cái vị chuyển luân vương mà sử dụng bánh xe ngọc để mà cai trị bốn cái đại châu này là Kim Luân Thánh Vương, có nghĩa là vị này không có bánh xe ngọc mà chỉ cái bánh xe vàng thôi, bánh xe bằng vàng thôi. Thì cái vị này này có cái khả năng cai trị được ba cái đại châu thay vì là bốn. Rồi cái hạng thứ ba đó gọi là Ngân Luân Thánh Vương, là cái vị mà coi như là chỉ có được bánh xe bằng bạc và cai trị chỉ một cái Nam Thị Bộ Châu, tức là cái hành tinh của mình thôi. Và có một cái chuyện khó tin, quý vị có thể tự nghĩ thôi, trong kinh nói các vị đó có thể dùng cái bánh xe đó xì nó giống như mình cầm vô lăng tạo vậy đó, là có thể đem thể có thể di chuyển cùng một lúc vô số người cùng đi với mình như ý. Cái chuyện này thì cũng hơi khó tin ha, nhưng mà thôi mình cứ nhớ một chuyện đơn giản thôi, là mỗi một cái thời kỳ nó có những cái chuyện trong cái vũ trụ, mỗi thời kỳ nó có những cái chuyện mà thời điểm khác là ta tin không có được. Thí dụ như cách đây mà 200 năm về trước, 100 thôi chứ không phải 200, 200 năm về trước ha, mà làm sao người ta có thể hình dung được chuyện hôm nay có kẻ ăn trưa ở Paris, điểm tâm ở Paris mà ăn trưa ở London, mà nếu đi bằng cái chiếc Concorde của Pháp thì ăn tối ở New York. Đấy, không ai tin chuyện đó, mà cũng không ai tin được cái chuyện là hôm nay con người có thể nói chuyện với nhau qua một cái đại dương mà vẫn nhìn thấy mặt nhau. Cái đó mới dễ sợ nha, giống như thần thông như vậy. Có nghĩa là người ở Việt Nam ấy nói chuyện lên trên Skype ấy, thì cái người ở Mỹ này nè, ở Mỹ hoặc là ở châu Âu như đang ở Đức chẳng hạn, thì mình có thể nhìn thấy cái mặt, cái gương mặt của người đang ở ở Việt Nam nha, dùng cái FaceTime hay là Skype đó nhìn thấy mặt nhau đó. Cho nên người ngày nay có những cái mà người xưa không có tin được, mà ngược lại người xưa có những cái mà ngày nay không có tin được. Các vị vào trên Google đánh bằng tiếng Việt Nam nha, đánh cái chữ thế này là người thế kỷ 19 nghĩ gì, xin lỗi, người thế kỷ 19 tiên đoán gì về năm 2000. Các vị coi là bài báo tôi mới đăng đó, mình không có tưởng tượng được. Có nghĩa là vào thế kỷ 19, tức là vào 1800 mấy đó, là người ta đã đoán được năm 2000 mình nó sẽ ra làm sao. Mà trời nó có, mình nhìn mình không có thể nào mà mình nín cười được, mà tưởng tượng ra những cái chuyện mà nó tào lao vô cùng. Mà họ không có ngờ rằng cái tưởng tượng của họ đó, ngày nay mình đã qua khỏi rất là xa, mà ngon lành hơn họ tưởng tượng rất là nhiều nha. Ok, nhưng thôi đó là chuyện rùi bu, bây giờ mình trở lại với cái kinh của mình. Tiên, tiên nghĩa là tuyên, mà tiên đoán gì từ năm 2000, đúng rồi. Bây giờ vào Google đó, đánh thì tự nhiên nó lòi ra có hình ảnh luôn nha, coi cho nó đã ha, coi cho nó đã. Bây giờ đó thì trong đây tôi trở lại bài kinh, trong đây nói rằng người nữ là cái nhà kho
Số 1 có nghĩa là từ đây nè mà ra tất cả các cái bậc hiền thánh trong đời. Ở đây tôi mới kể cái bài con nghe câu chuyện là có một buổi chiều đó, vua Pasenadi rồi vua Ba Tư Nặc ấy đang ngồi hầu Phật, thì ở trong cung của vua đó họ chạy tất chạy tả, họ chạy vào chùa, họ mới rỉ tay họ báo vua cái chuyện gì đó. Vua đang vui tự nhiên cái mặt của vua bí xì trở lại, thì Đức Phật hỏi Đức vua chứ đại vương có được an lạc không? Thì vua mới nói bạch Thế Tôn, con được nghe từ ở trong cung báo ra là hoàng hậu ấy vừa sanh một công chúa mà con thì con thích hoàng tử hơn. Thì Đức Phật ngài đã dạy như thế này: này đại vương, sao lại coi thường người nữ trong khi tất cả người đàn ông vĩ đại nhất trên cái thế giới này đều do đàn bà sanh ra. Đó là một cái câu tuyên ngôn về nữ quyền đầu tiên thế giới mà phải nói sâu sắc vô cùng. Tức có nghĩa là người Ấn, người Tàu coi thường người nữ, mà người Hồi giáo coi thường người nữ, mà nghe được cái câu này họ mới tá quả nha. Tức nghĩa là mẹ của mình là người nữ mà tại sao mình lại đi coi thường người nữ đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy ra: này đại vương, sao lại có thể coi thường phụ nữ khi tất cả những người đàn ông vĩ đại nhất đều do người nữ sanh ra. Thì ở đây cái câu kinh đó nó điểm xuyết cho cái câu kinh này, có nghĩa là người nữ là cái nhà, cái chỗ, cái nhà, cái nhà, nhà, nhà kho. Thì cái nếu mà nói là cái nhà kho số 1 thì phải nói là người nữ là nhà kho số 1, là bởi vì từ đây là tất cả những hiền thánh. Cái hiện thánh. Rồi cái câu thứ ba: nhưng mà có điều mình nghe vào đừng đừng có ham, là bởi vì trong kinh còn nói cái câu nữa là Itthi Malang Brahmacariyasa, cũng chính với người nữ là cấu uế của phẩm hạnh. Cách đây không có lâu tôi có nghe một vị sư nói thế này: người nữ tuy là cấu uế của phẩm hạnh nhưng mà bạn lành của sa môn, bởi vì không có người nữ nuôi cơm thì mấy ông sư chết sạch nha. Nam vô chùa toàn là hành thiền nghiên cứu kinh điển đâu mà, thì còn ai mà cho gạo cho bánh là toàn là nữ không, bệnh quản cũng nữ không, mà cho tiền mấy ông sư xài nhiều cũng nữ không. Cho nên nữ là cấu uế của phẩm hạnh nhưng mà là bạn lành của sa môn. Ok, nói chung là họ là cái gì là do mình nha. Họ giống như lửa, họ giống như dao, có nghĩa là dao với lửa thì coi như là tùy mình nè, mình sao đó mới bị đứt tay, mình làm sao đó mình nó bị phỏng lửa. Không phải vì đứt tay rồi mình không đụng tới dao, mà không phải vì phỏng lửa rồi mình không đụng tới lửa. Ngài Narada có một câu hay lắm: ta không nên vì gai mà bỏ hoa, mà ta cũng không nên vì hoa mà cắm cái đầu của mình vô gai. Đời nó có này có kia. Ok, rồi cái câu tiếp theo đó là cái câu thứ này nè, cái câu này nè, cái câu thứ ba này nè, mà không có công chú giải là chết, dịch luôn khỏi hiểu luôn nha. Cô thô sắp thăm mà lành tí. Thì cái gì ở trong trong cái bản Việt là cái gì tôi quên mất tiêu rồi, tôi coi lại cái đây: phẫn nộ, phàn vật gì làm rỉ sét lưỡi kiếm ở trên đời. Thì cái chữ rỉ sét ở đây, cái tôi thưa bà con cái chị, cái chữ rỉ sét này tôi cũng rầu lắm, là bởi vì sao? Là bởi vì cái chữ manh lá này nè, nó là cấu uế, nó là cái vật vật không sạch. Cái gì đó khiến cái khác bị dơ bẩn. Cái gì đó nó khiến cái khác bị dơ bẩn thì cái đó được gọi là má lát. Thí dụ như cái khói tàu, khói xe, trước khi mà nó làm cho cái áo mình bị đen, trước khi nó ám lên cái thùng xe, trước khi nó ám lên vách tường, trước khi nó dính lên cái gì đó thì nó được gọi là khói xe thôi. Nhưng mà từ khi mà nó dính lên cái gì đó, khi được được gọi là cái vết dơ, cái vết bẩn rồi, thì cái vết bẩn nó được tiếng Pali gọi là malat, hay là tiếng dơ. Hoặc là bây giờ cái nước nó chảy dưới cống thì mình gọi là nước cống.
Nhưng mà khi nó găng nó dính áo mình rồi thì nó được gọi là ma lắc, có nghĩa là cái vật mà khiến cái khác bị dơ nha. Mà trong bản tiếng Anh á thì gọi là dịch là chữ stain. Mà chữ stain này đó thông thường á, thì nó chỉ cho cái chữ ten, tiếng Việt Nam có chữ ten á, mình có nghe không? Nó ra ten đó, thì nó từ cái chữ stain này này. Trong thời gian Mỹ hồi qua ở xứ mình á, thì có những cái chữ mình nói với họ mà mình không biết, thì chữ stain này nó từ nó tạo cái chữ ten cho mình đó. Mình khi mình chữ chữ ten ở đây là mình chỉ nghĩ là đồng thôi. À, chứ còn thật ra nó là cái chữ stainless này là chỉ cho bất cứ cái sự rỉ sét, giống như stainless steel tức là cái thép không rỉ, tức là gì, là inox đó. Tiếng Tây nó kêu là inoxidable này, còn tiếng Mỹ nó kêu là stainless steel, còn tiếng Đức nó kêu là rostfrei, có nghĩa là cũng không có sét nha ha. Đấy, nó khổ như vậy đó. Thì cái chỗ này ngài mới dịch là rỉ sét, nó mới tan thương. Trong khi đó tại vì ngài nhìn ngài thấy cái có cái lưỡi kiếm, à, cái lưỡi kiếm thì nó bằng kim, kim loại, thì thôi thì cái chữ má lá này ngài bèn dịch là stain, chứ cái nghĩa nó rộng mênh mông nha. Mênh mông nghĩa là làm dơ. Thì ông đây hỏi cái gì mà nó làm dơ cái còn cái quên đó, cái chữ sắp thá là lưỡi sắp thá đây này, cái chữ này nó còn lớn chuyện nữa. Cái sắp thá này nó có nghĩa là vũ khí này, có chỗ dịch là con dao nhớ, nhớ nha, vũ khí và con dao. Cho nên hoặc là ở đây ngài dịch là lưỡi lưỡi kiếm, là tôi ngờ rằng ngài cũng lại căn cứ vào một cái bản Anh nhiều hơn là Pali nha ha. Thì cái vật gì mà nó làm cho cái vũ khí bén, cái chữ này nếu mà họ các vị hỏi tôi sẽ dịch là cái gì thì tôi sẽ dịch là cái vũ khí bén nhọn nha. Cái chữ sắc tha thì là vũ khí bén nhọn. Thì cái vật gì mà nó làm hỏng đi mấy cái vũ khí ở đời, thì trong đây mới nói là chính là tâm, tâm sân. Tiếng Việt Nam mình có cái câu là giận quá mất mà khôn, thì đó trong chú giải này mới giải thích thế này nè. Khi mà giận quá đó, cái trí tuệ mình nó không có cơ hội để mà nó có mặt để mà nó làm việc nha. Và chúng ta cũng phải nhớ thêm cái câu mà tôi đã nói hoài, đó là tùy chỗ mà Đức Phật có câu trả lời khác nhau. Ví dụ như trong chỗ này nè thì người nói là tâm sân á, nó chính là cái cấu uế, nó là cái vật bất tịnh, nó làm hoen ô cái trí tuệ của mình nha. Cái lưỡi kiếm đây là tượng trưng cho Panya Sattha, tức là cái vũ khí trí tuệ nha. Panya Sattha là vũ khí trí tuệ hay là lưỡi gươm trí tuệ, theo dịch tiếng kiểu ngày Minh Châu là lưỡi gươm lưỡi kiếm đó. Panya Sattha tức là cái giận nó có giận mà nể nó có mặt, thì bao nhiêu cái khôn ngoan trí tuệ nó dắt nhau đội nón đi sạch nha. Nhưng mà trong trường hợp này thôi, nhưng mà nếu mà trong một trường hợp khác thì Đức Phật ngài sẽ không có nói đến cái lòng phẫn nộ cô đã hát ở đây nữa, mà ngài sẽ nói là tâm tham hay là ngã mạn hay là tà kiến hay là vô minh nha. Nhớ làm ơn nhớ giùm nha, cái câu này nè mà ở chỗ khác đó thì Đức Phật hoàn toàn có thể ngài không có nói gì đến tâm sân hết, mà ngài có thể nói đến ngã mạn nè, tà kiến nè, vô minh nè, tham ái nè, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở đây ngài nhìn vào cái nội tâm của người trước mặt ngài đó thì ngài thấy trả lời như vậy đó thì nó hợp với họ hơn. Và tôi cũng xin nhắc lại 1 tỷ lần, đó là thấy Đức Phật ngài nói đến tâm sân cái mình đừng có hồn nhiên thơ ngây mà mình chỉ nghĩ đến tâm sân nha. Bởi vì tôi đã nói 1.000 1.000.000 lần, đó là phiền não nó đi chầm. Hễ mình có học A Di Đà một chút mình biết, hễ mà ở đâu mà nó có tâm sân á, người nào mà còn có tâm sân á thì mình phải hiểu ngầm rằng người này đó có cao siêu lắm 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 thì cũng chưa có đắc A Na Hàm. Nhớ nha, chỉ cần Đức Phật ngài nói đến chữ thân kiến thôi thì mình biết hãy người nào mà có cái thân kiến thì mình biết là người này có cao siêu lắm 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 thì cũng chưa có phải là tu đà quờn nha. Rồi ngài chỉ cần ngài nói đến ngã mạn thôi thì mình biết người này có cao siêu lắm 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 thì cũng chưa có đắc A La Hán nha. Ngài chỉ nói một thứ phiền não thôi là đủ rồi. Bởi vì một cái người mà còn cái lòng sân hận là còn tới 1 tỷ cái phiền não khác nha. Cho nên ở đây ngài chỉ cần ngài nói là cái phẫn nộ
Phẫn nộ nó là cái vật cấu uế cho cái trí tuệ, thì mình phải hiểu ngầm rằng à ai mà còn phẫn nộ thì sao, nó cái phẫn nộ này nó kéo theo 1 tỷ cái hệ lụy khác, bao nhiêu cái dây mơ rễ má khác, bao nhiêu cái họ hàng hang hóc khác của nó nữa, chứ không phải mình tâm sân không. Là vì sao? Là vì nói cho nó rốt ráo một chút xíu thì tất cả những gì ở trên đời này mình thương thích ghét sợ hoàn toàn nó do hiểu lầm mà ra. Hiểu lầm làm sao? Hiểu lầm là mình nghĩ đó là tôi, đó là của tôi, đó là một cái gì đó mà nó thuộc cái quyền sở hữu của tôi, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp. Nó có quả thật trên đời này, nó có chiếc xe, nó có máy bay, quả thật trên đời này nó có đồng hồ, nó có đôi dép, nhưng mà nói cho rốt ráo thì làm gì có mấy cái đó. Mấy cái đó là đất, là nước, là lửa, là gió, là tâm tham. Mà còn nếu mà là con người, là chúng sanh đó, thì nó chỉ là bên cạnh cái đất nước lửa gió, nó còn là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện. Nói chung là thiện ác buồn vui chỉ 4 cái đó thôi. Thiện ác buồn vui, 4 cái này nó chính là những cái linh kiện, những cái thiết bị, những cái phụ tùng mà nó lắp ráp nên cái gọi là chúng sinh. Cho nên bà con làm ơn vô trong cái kinh vô đồng Google đánh tôi với này, đánh tôi cái câu này: giáp tha pí hễ ăn nộ ăn gác sắm tha ra nhé. Đó là tự nhiên nó lòi ra cái câu kệ của một vị tỳ kheo ni tên là Vajra nha. Cảm ơn. Ai ai ở không, nó ở không làm gì, ngủ gục làm gì, đi kiếm tôi cái câu kinh này được không? Giá tha biết ăn nó xăm pha ra, pha ra cái tiếng pha ra nữa. Giá tha biết ăn gác ăn nó xăm pha ra, các vị còn nghe rõ không? Xăm nụ xăm pha ra, kiếm mình tôi đi, kiếm mình tôi cái câu đó đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái câu này có nghĩa là giống như một chiếc xe đó, nó có cái tên gọi là xe là bởi vì do các cái món phụ tùng nó lắp ráp lại, thì cái gọi là chúng sanh nó cũng là cái sự lắp ráp của 5 uẩn mà thôi. Cái câu này của bà tỳ kheo ni, bà tên là Vajra. Mà Vajra ở đây nó có hai nghĩa, một là kim cương, mà hai là cái tia tia chớp ở trên trời, mà trời mưa mình thấy nó đánh, đánh y đùng rồi nó chớp nhoáng, thì cái tia chớp nó được gọi là Vajra. Mà tại sao như vậy đó thì nó còn dài dòng ghê lắm. Bởi vì theo cái truyền thuyết thì Đức Trời Đức Thích ấy, Ngài có một cái bánh xe bằng ngọc, mỗi lần mà Ngài quăng cái bánh xe đó ra thì nó tạo ra những cái tia chớp, mà cái bánh xe đó nó bằng kim cương. Mình kêu bánh xe ngọc nhưng mà trong kinh giải thích là nó bằng kim cương, mình nói bằng Vajra là bằng kim cương. Cho nên nó là nó từ đó nó mới ra cái kinh Kim Cang Vajracchedi Cắt, Kim Cang Năng Đoạn là vậy đó. Thì Vajra là kim cương, mà cũng nó cũng có nghĩa là cái tia chớp, là bởi vì mỗi lần Đức Thích Thích người dùng cái bánh xe đó thì nó tạo ra những cái tia chớp, mà đồng thời vì cái bánh xe nó làm bằng kim cương cho nên nó được gọi là Vajra, và cái tia chớp là cũng mang cái tên là Vajra. Đã chỉ vậy đó, cái truyền thuyết như vậy. Để cho nên nó là đàn bà mà không biết có chia ra, đàn bà mà Phật tử, nữ tín nữ mà không biết có chia ra là uổng, nó bị nó là kim cương mà. Lấy lửa thử vàng, lấy đàn bà thử đàn ông, mà lấy kim cương thử đàn bà. Ok, đó là cái bài kệ đó, là cái bà, cái người mà nói câu kệ đó là bà tỳ kheo ni, tức là Vajira, tức là bà kim cương, đó là kỳ nữ kim cương của cái làng ca kịch Việt Nam, tức là Vajira. Yatha bi ăn cái samra, và tôi hồi xưa toàn tủ lạnh thì tôi nhớ quên, mà tôi chỉ nhớ có câu đầu tiên thôi. Tức là giống như là chiếc xe nó được gọi là xe là bởi vì dựa vào các cái món phụ tùng lắp ráp lại như thế nào, thì được gọi là chúng sinh là cũng do các cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó cộng ghép nên. Tức là một cái cô hoa hậu hay là một cái cô gái bị cùi mà bây giờ mà đem chia ra thành 1 tỷ thì giống nhau y chang, không còn đẹp xấu, không còn dơ sạch, không còn cao thấp trắng đen mập ốm nữa, mà nó chỉ còn là những cái miếng thịt, miếng da nhỏ xíu mà thôi. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là 70%
bụi mà trong cái chỗ có người ở đó ha, thì 70% đó là da khô, là cái tế bào chết của chúng ta ha. Cho nên thấy thì nó lạnh sống, cần nghe mình ăn vô cho nhiều để rồi nó tạo ra những cái mà để vứt đi, ví dụ như nó tạo ra 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 máu, tạo ra máu là mình đừng có hiểu lầm, nó nằm ngoài trong cơ thể mình, nó phải tìm cách, nó phải tạo máu mình, nó lưu lưu trong cơ thể, nhưng mà nó cũng từ đó nó tạo ra vô số những cái chất thải, thì như mình thấy chất thải của ghèn này, rồi của cứt rái trong lỗ tai này, rồi mũi mình này, rồi những cái chỗ bài tiết khác, thì chính cái máu nó nuôi cơ thể mình. Nhưng mà không có cái nào mà nó ở hoài trong cơ thể mình hết, nó có tìm cách nó đi ra mình ngõ này hay ngõ khác, chính cái máu nó mới nuôi da nuôi thịt mình chứ, da thịt mình mỗi ngày nó có đẻ ra những cái tế bào chết nha. Cho nên ở đây đó tôi đi một vòng rất là xa, là tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng cái thân này nó là cái đồ lập ráp nha, là vậy đó. Rồi tiếp theo đó là cái câu nữa, nó là vật gì ở đời này tác thành của địa ngục, thì tùy, tôi nhắc lại, tùy chỗ mà Đức Phật Ngài trả lời, nhưng mà riêng tôi thấy đó ha, tôi thấy đó. Cái giới thứ trong này nó lạ một chỗ là tôi nhờ cái vị kiếm giùm tôi cái câu kệ mà cái vị tìm không ra, làm sao ta, nó trong kinh trong rung này hết người rồi ta, để tôi tìm đi. Sự kỳ không tìm cũng ra dấu, không bỏ dấu được. Vết chưa ra. Dạ rồi. Thì tôi nhắc lại là chỉ trong trường hợp này thôi, thì Đức Phật Ngài Ngài đem cái chuyện trộm cắp ra Ngài nói. Thì ở trong cái giới thứ hai tôi đang nói nửa chừng, cái thứ hai người Phật tử bình thường được sư truyền giới đó là con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm. Trộm chi? Trộm chi? Thì chỗ này nó lớn chuyện lắm chứ không phải không nha. Các vị còn nghe không? Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sự chi? Cả một cái rung thế này mà không tìm cái chữ bỏ vô à? Cái câu mà mình rồi phải, sự trộm cắp, đúng rồi đó. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Tôi đó thì tôi đề nghị là trộm cướp chứ không phải là trộm cắp. Là tại sao? Bởi vì trộm với cắp nó đồng nghĩa ha. Mà nếu nó đồng nghĩa vậy mình nhắc lại làm chi? Cũng giống như là thân em là gái gì đó. Nửa đêm giờ tí canh ba, phận em là gái đàn bà nữ nhi. Đã nửa đêm rồi còn giờ tí rồi còn canh ba nữa, rồi phận em là gái và đàn bà nữ nhi, tức là hai câu mình đọc nghe nó đã thì mà nó không có nói được cái gì hết, bởi vì nó toàn là chữ chữ cái chữ đồng nghĩa không. Thì con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cướp, nó hay hơn. Là vì sao? Vì trộm với cướp nó khác, còn trộm với cắp nó là một, có nghĩa là lấy đồ của người ta một cách lén lút thì gọi là cắp hay là trộm nha, nhưng mà riêng cái chữ cướp là khác ạ. Cướp là lấy cái đồ mà người ta chưa có cho nhưng mà lấy công khai, lấy bằng cách là mình tấn công người chủ sở hữu nha. Nó phải rõ ràng như vậy. Thì cái chữ chô ra ở đây nó không phải là trộm cắp không, mà nó gồm luôn cả cái cướp nữa nha. Nó gồm luôn cả cả cái chữ cướp. Tôi đánh một dòng xa như vậy là để tôi muốn bà con lưu ý cái chữ đó. Kẻ trộm ở đời này thì cái tiếng Pali gọi là chô rác nha. Thì cái chữ chô rác này nè, chữ chô rác này nè, nó có hai nghĩa là trộm và cướp luôn.
chứ không phải nghĩa là trộm. Có nghĩa là mình lấy công khai hay là lấy lén lút thì cũng gọi là chô ra hết nha. Và chưa hết đâu, cái này nó mới là ghê gớm nè. Ở trong kinh á, Đức Phật ngài có dạy thế này đó, ngài có dùng một cái chữ mà ngài gọi là thay á, sằng và đó, sằng và sằng thay á, sằng sằng và sằng, có nghĩa là sao, thay giá là trộm, còn sằng và sằng là cái sự sự cộng trú hay là sự ở chung. Thay, tôi nhắc lại, thay giá là trộm, mà sang qua xá đó có nghĩa là sự ở chung hay là sự cộng trú, cộng sinh. Mà thay giá sang qua xá là ở chung trong cái tư cách là kẻ trộm, có nghĩa là sao, mình không phải là một người chân chánh nhưng mà sống chung với người chân chánh nha, thì được gọi là thầy giá sang hòa xã. Mình không phải là sinh viên mà mình trà trộn trong đám sinh viên để mình lấy đồ của người ta, nhớ nha, mình trà trộn đó. Mình không phải là người tốt, mình không phải là sa môn, mình không phải là người hiền người thiện, mình không phải là người trí thức, nhưng mà bằng bằng cách nào đó mình trà trộn trong đám trí thức để người ta nghĩ rằng mình là người trí thức. Cái chữ trà trộn này quý vị lớn và quý vị nhỏ thì để không cần tôi giải thích, chữ trà trộn có nghĩa là thí dụ như mình tìm đủ cách, mình thấy người ta cũng sáng tác, cũng trình làng, mình cũng bắt chước mình sáng tác trình làng như là một tác giả lớn, thì nó cũng gọi là thầy giáo sàng hoa sa. Mà nó nghĩa chuyên môn, không phải sa môn, không phải tỳ kheo, mà cộng trú để rồi người khác nghĩ mình là sa môn là tỳ kheo thì được gọi là thầy giáo sàng hoa sa, có nghĩa là sống chung, có là cộng hưởng, cộng hưởng, cộng sinh, cộng trú trong cái tư cách của người ăn trộm nha. Trên dân trộm nên nghĩa nó rộng mênh mông là vậy đó. Và tôi còn nhớ một chuyện là trong xã hội này đó, ai làm tròn phận đấy thì xã hội nó yên, quân quân thần thần là vậy đó, ai làm tròn phận đấy xã hội nó yên. Mà hãy mình sống sai cái vai trò của mình đó, là cái thế giới này sẽ nảy ra nó đại loạn. Có nghĩa là mình người vợ phải giữ tròn trách nhiệm của người vợ, người chồng giữ tròn trách nhiệm của người chồng, người trò phải giữ tròn trách nhiệm người trò, người thầy phải giữ tròn trách nhiệm người thầy, và không có ai mà cố ý mong là người khác hiểu lầm mình là một cái thứ khác mà mình vốn không phải, thì đó là một xã hội có trật tự, một xã hội ổn định. Còn có một cái xã hội mà đáng sợ nhất là một xã hội lừa đảo, có nghĩa là mình không được như vậy mà mong người khác nghĩ mình như vậy đó, đó cũng là một thứ lừa đảo, nó là một thứ trộm nha, một thứ trộm. Rồi theo pháp luật quốc tế hiện hành đó, chúng ta thấy chúng ta móc túi người khác cũng là trộm, đào tường khoét vách cũng là trộm nha, chúng ta chặn đường cướp của thì gọi là cướp, nhưng mà mình là lạm dụng cái tín nhiệm của người khác để mà mình kiếm chắc cái lợi ích riêng thì cũng gọi là trộm, chứ không phải là đào tường khoét vách móc túi, gọi là rọc túi, rọc sách móc túi thì mới gọi là trộm nha. Cho nên ở đây cái chữ trộm phải hiểu mênh mông như vậy đó thì mới hiểu được cái câu gọi là chính trộm là cái tạo ra cái địa ngục là như vậy đó. Cứ gọi là chính ăn trộm với bản thân ảnh làm trộm điều bất thiện, mà đồng thời anh cũng làm, anh cũng gây ra một cái chuyện mà đáng sợ, đó là thiên hạ không còn tin nhau nữa. Các vị hãy thử tưởng tượng đi, hôm nay từng người ngồi trong room này, tôi hỏi thiệt nha, các vị tìm thử tìm cái chỗ nào đó mà các vị để cái túi xách hay là cái dèm có tiền của mình, cái đãi, cái bị, cái tụng của mình mà mình không có sợ, có không? Có không? Các vị tự nghĩ coi tôi nói có đúng không? Các vị nghĩ có đúng không? Có nghĩa là các vị tìm tôi cái chỗ nào đó trong chùa hay là ở ngoài chợ hay là nhà người quen, không biết ở đâu hết, các vị tìm tôi cái chỗ nào đi, cái chỗ nào mà các vị có xách theo cái túi hay cái dèm cái bóp mà cái vị liền nó ở trong đó, nó có tiền mà lòng mình thanh thản, mình không có sợ mất, có không? Tôi nghĩ không có. Tôi là một tu sĩ, tôi sống trong chùa mà tôi phải nhìn nhận chuyện này, không có, không, không là không. Mà cái này ở đâu nó ra, là do mấy người ăn trộm nó tạo ra,
đã nó lớn chuyện cái chỗ đó, tại tôi phải nói nó dài dòng như vậy để cho các vị thấy rằng là cái ăn trộm nó tội nó lớn như vậy nè. Có nghĩa là ngoài cái chuyện mà thằng Tèo nó lấy của thằng Tí, nó làm cho thằng Tí mất tiền rồi phải mất ăn mất ngủ ha, ngoài cái chuyện đó ra thì cái thằng Tèo đó đó khi nó ăn trộm nó tạo ra một cái nghiệp rất là lớn, nó làm sao nó làm cho cả một cái thế giới này không còn ai tin ai nữa ha. Các vị nghĩ có tang thương không? Chứ tôi thấy rất là tang thương. Lẽ ra mình phải được sống trong một cái thế giới mà người tin người chứ, đằng này không, không là không. Mà các vị biết chính vì vậy nó mới lòi ra những cái chuyện tang thương. Thí dụ như tôi nghe những cái câu chuyện mà rất là đau lòng, đó là đừng bao giờ dại dột đem bạn gái về ở chung nhà với chồng của mình. Đừng bao giờ dại dột đem cái thằng bạn nào của mình về sống chung nhà với vợ của mình. Đó là những sự thật mà một người trên 18 tuổi phải biết. Tôi biết đi hơi lạc đề mà tôi vẫn phải nói, tôi vẫn phải nói vì đó là chuyện rất là cần thiết. Có nghĩa là khi mình sống trong một cái tâm trạng của kẻ trộm, của kẻ cướp thì luôn luôn mình gieo rắc cái sự kinh hoàng cho người khác. Cho nên là trong kinh nói có ba cái sự bố thí. Một đó là tài thí, có nghĩa là đem chia sẻ cái vật chất của mình cho người khác, gọi là tài thí. Thứ hai là pháp thí, tức là chia sẻ cái hiểu biết của mình về chánh pháp cho người khác. Nhưng mà cái thứ ba đó là cái mà ít cái Phật tử để ý. Cái thứ ba là cái chi, quý vị kể giùm được không? Tài thí là chia sẻ vật chất, pháp thí là chia sẻ cái hiểu biết về Phật pháp, về chánh pháp. Và cái thứ ba là cái chi? Nhà rồi, cái thứ ba là cái vô ý thí. Mà tôi e rằng là không có nhiều người biết mình sống làm sao mà mình đem lại cái sự an lòng, cái sự yên tâm cho người khác, thì đó là một cái sự bố thí. Đó là một sự bố thí nha. Rồi các vị hỏi gì chứ làm sao cho các yên tâm an lòng, thì các vị trên 18 tuổi các vị tự biết nha. Trong kinh có giải thích rồi nhưng mà ở đây tôi nhắc lại, trên 18 tuổi các vị tự biết. Có nghĩa là khi mình làm bất cứ một cái điều bất thiện gì đó, mình phải hiểu rằng đây nè, cái việc làm này nè, nó sẽ làm cho thế giới này trở nên bất an bất ổn hơn. Phải nói như vậy, cứ làm bất cứ một cái điều bất thiện này thôi. À, tôi dắt trưa tôi sau giờ cơm tôi mới đi ra ngoài rừng một chút, gần chỗ tôi ở trên rừng ngó xuống dòng sông đẹp lắm. Tôi sợ trời mưa, tôi cầm cái dù tôi đi thong thả thong thả. Cái xứ này thì không có cái chuyện mà bạo hành cướp bóc gì hết, đi thong thả lắm. Với mình thì chùa mà có gì đâu, mình đang đi ngon lành tự nhiên mình gặp ở dưới có một người cha lù 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 cái đi lên, mà mình giơ tay mình chào chứ mà mặt cái là ngắt này. Cái tự nhiên tôi hết hồn, tôi nghĩ đến một chuyện, nghĩ đến một chuyện, rồi từ đó tôi nghĩ đến 100 chuyện, 1.000 chuyện. Lùi gót tức khắc, bởi vì đó là một cái đó là mấy ông, có nhiều cái ông mà bị biến thái đó, là cái dạng như vậy đó. Là cái ông mà coi như là hoặc là loại tâm thần mà tâm thần bạo lực á, thì biết cái đâu tâm thần bạo lực á, là tự nhiên ảnh 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 dòm mình, ảnh nghĩ mình là một cái đối tượng mà cần phải thanh toán, cần phải giải quyết. Các vị biết có những cái chết oan ức lắm, ví dụ như là mình thấy là cái bà thủ tướng Palmer của Thụy Điển, bà đi vô bỏ bình dân nó mà đi vô trong cái tiệm cái những cái cửa hàng mua đồ, thì có thằng đại ca thì nó móc dao nó lụi bà chết ngắt. Rồi cái bà nữ hoàng Sisi của Áo cũng vậy, chắc sáng thì bà đi lang đi vòng vòng bờ hồ để bà đi thể dục, rồi tự nhiên có thằng khùng móc dao nằm ở chết ngắt. Nên đến đơn giản thôi là thời đó thì bà không, cái xứ Áo đi yên bình quá, bà không cần đến những vệ sĩ. Và từ đó mới nó lâu tại cái chuyện mà vệ sĩ là vậy đó. Chỉ những cái xứ mà văn minh đó, người ta ẩn thoải mái lắm, mà chỉ vì mình là khùng, mình là bạo lực thôi, nó làm cho cả một thế giới này sống ở trong một cái sự sự bất an. Và sẵn đây tôi cũng muốn nói luôn là những cái vị mà hành giả nữ hết mà bắt chước người ta, mà ta tìm nơi thanh vắng người ta hành thiền nữa đó, thì tôi cũng xin quý vị làm ơn nhớ giùm tôi là ông sư, mà tôi là người nam râu ria tùm lum ha.
vậy đó, mà những cái chỗ vắng mình cũng phải sạc lại ha. Khi nó khùng mà mình đâu có biết ha, cho nên đó, mà chỉ là thằng khùng nó làm thế giới bất an, nó chỉ là thằng trộm thằng cướp, nhưng mà cũng cẩn thận nha, chứ đừng có ngờ tưởng ta đây là hành giả rồi đó, là chắc là có chư thiên hộ trì thì cái vụ đó tôi không hứa nha. Ví dụ mà chư thiên chư thần gì đó tôi không hứa. Cho nên tôi nhớ ở thánh điện La Mã Mecca nó có một câu hay lắm, mỗi năm nó có cả mấy triệu người về hành hương cái vùng đất thánh của Hồi giáo. Đó là có một câu thế này: tin thánh Allah thì cứ tin ha, nhưng mà hành lý của mình thì phải tự bảo quản. Tin thánh Allah thì cứ tin, hành hương thì cứ hành hương, nhưng mà hành lý phải tự bảo quản nha. Mình tin Phật thì mình cứ tin ha, mình tin nhân quả thì mình cứ tin, mình tin chư thiên thì mình cứ tin, không ai cấm mình hết, nhưng mà làm ơn đi đứng cho nó đàng hoàng, cẩn thận chút nha. Và tại sao tôi đi xa như vậy, tôi muốn nói rằng đó là tại sao mà cái kẻ trộm cướp mà nó lại là cái tội nó nặng ghê gớm như vậy, là bởi vì ảnh không những ảnh gây cái điều bất lợi, điều tổn thất, điều thiệt hại cho cái người ảnh lấy là nạn nhân trực tiếp của ảnh, mà đồng thời ảnh là cái người gián tiếp gieo rắc cái sự bất an cho toàn cái xã hội, thì cái tên đó mà không đi địa ngục mới lạ nha. Nói chung là mình cứ làm một điều gì đó bất thiện, chứ không cần trộm cắp nữa, cứ làm một điều bất thiện là khiến cho cái xã hội bất an. Các vị cứ biết rằng là mình cứ thử một chuyện nhỏ xíu thôi, mình thấy mấy người nhiều chuyện còn cũng đủ làm cho thế giới bất an. Có những bữa mà tôi giảng xong rồi có người quen họ họ gọi liên lạc với tôi, họ nói sư biết hồi nãy đó, sư nói hớ đó nha, sư nói hớ đó, người mà hiền đó họ nghe không nói gì đâu, chứ cái người mà trời ơi đó là nó lụm vô đó là nó đi nó đồn là sư chết sư đó, dễ sợ chưa, cái người thấy dễ sợ chưa, chỉ cái tội bà tám của mình thôi đó, mà nó gieo rắc. Tôi biết tôi đang ăn cơm mà tôi buông đũa mà tôi nói hả, biết đâu thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, mình giảng 2 tiếng đồng hồ Phật pháp đầy ắp, không có ma nào có thèm nhớ, chứ mình lỡ lời mình hớ hên một chút nó đem ra nó truyền tụng bia đá ngàn năm là chết, 100 năm bia đá thì mòn, cái 1.000 năm bia rượu nó vẫn còn lên men. Cho nên là mình phải nhớ cẩn thận, cho nên đó là lý do tại sao mà cái tội ăn trộm nó đi địa ngục là như vậy đó. Bây giờ tới cái tiếp theo nữa, nó là cái tiếp theo là cái gì tôi quên mất tiêu, trở lên đi kiếm đây nè. Cái này mấy cái này nó phải tự coi được rồi, ai đem đi bị chặn mẹ, ai đem đi bị được ưa, cái này vì thấy rồi, ở đời có nhiều người đó họ lấy càng nhiều mình càng thích, mà có nhiều người đó họ lấy mình trái ớt trái càng là mình giận, thì trong đây có nói rồi, sa môn á thì đem đi được người ta thích người ta vui, mà kẻ trộm thì đem đi bị người ta chặn. Nói cái này đó thì nói hiểu thì cái nghĩa phớt phớt á thì ai cũng hiểu hết, nhưng mà cái nghĩa sâu làm sao, nghĩa sâu nghĩa là khi mà mình là người xứng đáng rồi đó thì cả thế giới nó sẽ đứng về phía mình ha, còn khi mà mình đã bất xứng rồi thì cả thế giới nó sẽ quay lưng với mình. Ý câu kệ nghĩa là vậy đó, khi mình là người xứng đáng thì cả thế giới nó sẽ đứng về phía mình. À, mình có ăn thịt rồng nó cũng ra, người biển nó bắt tam cung thái tử để cho mình ăn thịt, còn nếu mà coi như mình bất xứng thì cả thế giới nó quay lưng với mình, có nghĩa là mình thấy trộm lấy người ta không có vui, nhưng mà cái người người đàng hoàng lấy thì người ta ok, người ta còn muốn mình lấy thêm nữa. Có giống như Việt Nam có một câu nó hay đau lòng, đó là đàn bà xấu không hòa là vậy đó. Đàn bà xấu thì không có quà, có nghĩa là ta cho, ta cho người đẹp chứ không ai cho người không có nhan sắc. Nhưng mà dĩ nhiên cái câu đó nó không có đúng chỗ này, nhưng mà nó là một cái câu mà tôi muốn dùng để minh họa, để mà tô điểm cho cái điều tôi đang nói. Đàn bà xấu không quà, có nghĩa là một mình hiểu ngầm ở đây là một cái người không có đức hạnh á thì không không có nhận được cái gì từ cuộc đời hết, và nếu mà mình có cố ý mình lấy đi nữa thì sao, thì đó được gọi là lấy làm cho người ta gọi là lấy cái kiểu kẻ trộm lấy thì kiểu kẻ cướp đó, thì chỉ làm cho người ta bực mình, người ta khổ, người ta tiếc của thôi. Nhưng nếu mình là xứng đáng rồi thì người ta cho mình bao nhiêu người ta cũng tiếc, tiếc chi một đêm rồi mai sai ngàn trùng. Rồi rồi thì ở đây cũng nói là vì sa môn, cái chữ sa môn ở đây nó từ cái chữ Pali là sam, có nghĩa là cái sự, nó từ cái động từ là sammi tí hả,
xong đó là sự sự lắng dịu, đó là sự yên tĩnh. Đấy, động từ là làm cho lắng dịu, làm cho yên tĩnh, làm lắng dịu, làm cho yên tĩnh, gọi là samiti. Từ chữ này nó mới tạo ra cái chữ samana là sa môn. Nhớ nha, từ chữ này nó mới ra chữ sa môn. Sa môn nên là tiếng Anh của người Tàu, chứ nó không có phải cái nó mới nghĩa gì hết. Giống như chữ Washington á, Anh Bình Hoa Thịnh Đốn, rồi New York là Nữ Ước, rồi Paris là Ballet, London là London. Đại khái như vậy, nó là tiếng âm thôi, nó là âm thôi chứ nó không phải là tiếng dịch nha, âm thôi. Âm thôi thì chữ sa môn mới là vậy đó, tức là từ cái động từ là samiti, samana. Rồi từ cái chữ samana này nè, nó mới ra cái chữ samania đó, có nghĩa là sa di, cũng là chữ âm luôn. Sa di là con của sa môn. Sa di, nhưng mà đừng có hiểu lầm là tỳ nữ là con của tỳ khưu, là không có đúng nha, cái đó là chữ khác nữa đó. Thì sa mới đề đó, sa di, mình sa di là con của sa môn, nghĩa là tam nghiệp, được không? Ok, thì cái vị đó đó là nhận cái gì của người ta là làm cho người ta vui, nhưng mà ăn trộm cướp không có đủ tư cách, cái người không đủ tư cách thì lấy đi làm cho người ta chi tiết thôi. Và cái người mà thường xuyên đi lại đây nghĩa là sao, đây không phải là ông sư ăn là sao tới túi đi hoài làm cho ta quan nghĩ phải, mà sự đi lại đây nó có nghĩa là cái sự có mặt đúng lúc khi cần thiết, 100 lần 1.000 lần vẫn làm cho người ta hoan hỷ. Có mặt một cách đúng lúc, có mặt khi cần thiết thì càng nhiều càng tốt. Mà kiểu tiếng bên Tàu có một câu là cần lai thân giả sơ, có nghĩa là mình lui tới hoài đó thì thân giả sơ là làm cho người ta nhạt đó. Thân sơ có nghĩa là quen biết nhiều và quen biết ít, người quen và người lạ là thân sơ. Thì cần lai thân giả sơ thế là mình lui tới hoài, nó tự nhiên cái mặt của ta cũng lạnh ngắt. Nhưng mà nếu mà mình đến mà trong cái sự cần thiết thì cái sự lui tới của mình nó càng lúc nó càng có ý nghĩa hơn, nó được trân trọng hơn. Thì ở đây phải hiểu như vậy đó. Rằng bài kinh này cứ lấy nửa bài trước để hiểu nửa bài sau là xong. Bây giờ đã là 6:30 rồi, tôi nhiều lắm là tôi chỉ giảng thêm một bài nữa thôi, cho xin bài tiếp theo. Tôi đếm trong bốn nốt nhạc, 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 bốn nốt nhạc.